À, chào các bác nhé, đây là bộ đồ bát ong rừng, một bộ đồ cao cấp. Và hôm nay em lại chi tiết để gửi tới các bác đang tham khảo cái bộ ong tới này. Thì bên em cung cấp rất chi là nhiều những cái bộ đồ bát ong rừng. Đây sẽ là bộ cao cấp nhất. Bởi vì nếu như năm ngoái các bác mà đã tham khảo những cái bộ đồ bát ong rừng này rồi, các bác biết chất liệu của cái bộ này thì bằng vải như là vải bò các bác ạ. Nó rất chi là dày, nhưng mà nó được tráng ở bên trong, nó tráng một cái lượt cứng nhá, giúp con ong không thể tiêm xuyên qua cái chất này được. Đấy, thì đằng trước của bộ quần áo này thì có một tấm lưới inox hai lượt này, bên trên này là một tấm kính nhựa này, kính nhựa trong này. Đấy, đây là hai bên này là hai bên ô thoáng nhá. Với cái bộ cao cấp này thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác mà quan tâm thì hãy để lại số điện thoại ở dưới cái video này, em sẽ trực tiếp gọi lại để tư vấn các bác. Bởi vì cái bộ này thì thật sự nó rất chi là hay bị cháy hàng, có đợt hết khá lâu, thì đợt này mới có. Thì cái đợt bên tường đây là cái đường dính nhé các bác nhé, bên trong là khóa này, đây là ô thoáng của đằng sau lưng này, như các bác nhìn đây. Cái bộ này thì kết cấu của nó là may liền ống tay, bao tay liền này, chất liệu cao su này, bao tay liền đây các bác này. Và chân thì được may toàn bộ là vải của nó như thế này hết các bác nhé. Bàn chân người ta may cái đường như này để cho các bác đi lại này, cho nó dễ này. Và đặc biệt ở cái bộ thủ công này thì các bác dùng trèo cây thoải mái nhé, mà mặc bền. Nói chung là với cái bộ này thì các bác có thể là mặc rất chi là bền, bởi vì chất liệu đó là vải. Với những bộ cao cấp của bên em thì cũng có rất nhiều chất liệu để gửi tới các bác. Chất liệu cao su, dàn di trắng vải, rất nhiều mẫu mã. Các bác mà quan tâm tới cái dòng nào thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0865692498. Đó là số điện thoại chính em chuyên cung cấp cho các bác về tất cả các mẫu mã, những cái sản phẩm săn bẫy của bên em rất chi là nhiều nhá. Thì với cái bộ này thì bên em có đủ kích cỡ các size nhá. Khi các bác mà cần thì hãy để lại chiều cao cân nặng và số giày các bác đi, em sẽ gửi chuẩn cho các bác mặc vừa. Một cái bộ đồ bát ong này thì giá nó không cao nha các bác nhé, giá cũng trung bình thôi. Đấy, bởi vì nếu mà đối với các bác mà đi bát ong kinh tế, bát ong mà để bán ấy, thì chỉ gần 2-3 tủ ong người đã được một cái bộ đồ bát ong như này rồi. Các bác có thể sử dụng đến mấy năm, vô cùng là chắc chắn. Đây em sẽ đưa gần để các bác xem cái chất liệu cái bộ cao cấp này. Đây là phần trước mặt nhá. Đây là hai tấm lưới inox này, đây là kính này, giúp các bác đi để nhìn rõ thông thoáng ở bên ngoài này. Đấy, một cái bộ đồ như này thì khi đi bắt ong rừng nhá, các bác cần đội thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa, đeo thêm cái khẩu trang nữa là ok rồi. Chất liệu rất chi là tốt với cái chất này nhá, các bác có thể trèo cây ok, không lo gì cả. Một cái bộ này thì bên em đang đủ kích cỡ, đó là size size M, size L và size S nhá. Các bác mà khi lựa chọn cái bộ này thì chỉ cần để lại cân nặng và chiều cao, số ủng của bác đi, nhà em đã sẽ gửi một bộ các bác mặc vừa vặn luôn, rất là cao cấp nhé. Vâng, thì qua cái video này, các bác mà đang tham khảo tới vụ bát ong rừng rồi, cần cái bộ này thì liên hệ trực tiếp tới bên em luôn qua đầu số điện thoại em vừa để dưới tin đề đấy ạ. Vâng, một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây nhé. Rất mong các bác ủng hộ. Và các bác quan tâm đừng quên ấn like chuông và đăng ký để theo dõi những cái video tiếp về những cái mẫu mới của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.